Tôi tên Nguyễn Tuấn Anh, hiện tôi đang kinh doanh một mặt hàng cực kỳ độc lạ, tiên phong tại Việt Nam. Đó là decor cơ khí. Tại sao tôi lại nói đây là mô hình độc lạ? Mỗi sản phẩm tạo ra nó là phiên bản duy nhất trên đời này. Và bây giờ tôi muốn quý vị khán giả lắng nghe về câu chuyện của cuộc đời tôi. Đó là một lời giới thiệu hấp dẫn đúng không ạ? Tôi xin xác nhận, đó là lời giới thiệu đúng và thật. Anh hiện tại đang là chủ của xưởng decor cơ khí. Anh dùng những linh kiện cơ khí để tạo ra những vật thể. Đối với anh, linh kiện cơ khí không vô hồn. Nếu như chúng ta biết cách sắp xếp thì nó được xem như là một nghệ thuật, có câu chuyện và có cả ý nghĩa. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi khám phá câu chuyện của anh Nguyễn Tuấn Anh qua phần kết nối của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng thời trang Kim. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời. Ngày hôm nay, nhân vật của chúng ta rất đặc biệt và anh dùng nhiều chữ cực kỳ trong mệnh đề anh giới thiệu. Đây là một lĩnh vực cực kỳ mới, cực kỳ độc đáo. Xin giới thiệu anh Nguyễn Tuấn Anh ạ. Dạ, em chào anh. Trước khi đến với câu chuyện của hai anh em chúng tôi thì mời quý vị xem những tác phẩm cực kỳ mới lạ mà anh tạo ra. Xin mời quý vị ạ. Không biết quý vị sao chứ khi mà nhìn những tác phẩm mà anh tạo ra, tôi rất là ấn tượng. Duyên cớ nào mà anh bắt đầu nghĩ để có thể sáng tạo ra những cái tác phẩm như vậy ạ? Đối với em, những cái món đồ để có cơ khí ở đây như là hai mô hình con ngựa và tắc kè. Lúc còn nhỏ là mình đã rất yêu thích robot, xe đó. Qua quá trình đi học, lúc đó thì mình học Đại học Công nghệ Thông tin. Nhưng mà năm tư thì mình đã nghĩ và mình rẽ ngang qua một cái lĩnh vực khác là trang trí, xe mô tô và ô tô. Hình như ở chỗ chị của anh Tuấn Anh đúng không? Đúng rồi, mình với chị đã làm với nhau được 8 năm. Nhưng mà qua một thời gian thì mình cảm thấy cái lĩnh vực này nó không đủ để thỏa mãn cái đam mê của mình. Tại khả năng mình thấy nó có nhiều thứ để bộc lộ được hơn. Lúc đó mình phải nghiên cứu những ngành nghề ở bên nước ngoài á. Thì có mấy anh chị bên đó đã khởi nghiệp với những cái lĩnh vực decor cơ khí này. Thì mình tìm hiểu tại sao ở Việt Nam không có lĩnh vực này. Thế là mình tiên phong mình mang về. Nghe nói thời gian tiên phong nhiều người cản anh lắm đúng không? Ôi, cái thời gian tiên phong thì mọi người không ai ủng hộ cả. Tôi chưa hình dung nữa. Không hiểu làm cái này làm cái gì. Đúng, rồi bán cho ai? Bán cho ai, đó. Mọi người lại còn nói con đã đang có một cái công việc nó tốt rồi, cũng có tiếng rồi, thu nhập ổn định, tự nhiên lại đi bỏ làm công việc không có tương lai gì hết. Nhưng mà mình vẫn cứ kiên định chắc chắn cái ngành này phải phát triển thôi, tùy vào cái cách mình làm thế nào. Thì 1-2 năm đầu nó rất là khó khăn. Lúc mà khởi nghiệp cũng là thời gian vừa lập gia đình và có con, áp lực đặt lên vai rất là nhiều. Mất 8 năm để tìm ra giấc mơ của mình. Nhưng mà đến ngày hôm nay với những thành phẩm như vậy thì rõ ràng không có gì là muộn đúng không anh? Ví dụ như mai mốt con của anh nha, nó có yêu thích một cái công việc mà như anh thấy nó cũng mơ hồ quá, anh có ủng hộ không? Chắc chắn là em sẽ ủng hộ và ráng hỗ trợ con mình hết mình đối với cái lĩnh vực đó. Là con trẻ nếu mà có niềm đam mê, có yêu thích cái gì thì mình cố gắng ủng hộ đúng không? Đúng rồi. Miễn sao nó là chân chính là được. Nếu đã không cản trở được thì thôi, nhiệt tình ủng hộ sẽ tốt. À đúng, thật ra thì mình cũng không có ý nói là trách bố mẹ, thì bố mẹ cũng mong muốn cho mình ổn định tốt thôi. Nhưng cái đam mê mà khi mình chọn đúng á, mình sẽ chết sống với nó và mình tạo ra nhiều cái khác biệt đúng không? Ngày hôm nay nếu mà chọn một khoảnh khắc á, thì anh sẽ kể cho mọi người khoảnh khắc nào mà anh đã trải qua. Đó là cái khoảnh khắc em tạo ra sản phẩm đầu tiên, thời gian em mới lập nghiệp nó rất là khó khăn. Tay nghề mình chưa có, nguồn vốn mình chưa có và lúc đó xưởng của em chỉ có một mình em thôi. Có một anh khách hàng đặt cái mẫu đồng hồ nhỏ nhỏ mà rất là đơn giản đối với mình bây giờ, cũng chạy giật làm 2-3 ngày mới xong. Nhưng mà rất là may mắn, sản phẩm đầu tiên lúc mà trao tận tay khách hàng thì anh ấy rất là thích và cảm giác là mình sở hữu được cái món độc quá đi. À, nó là cái động lực lớn lao. Cái đó là động lực để em tiếp tục phấn đấu cho đến ngày hôm nay. Mình biết tại sao anh Tuấn Anh chọn khoảnh khắc đó. Cái bước đầu tiên đầy khó khăn mà có một người công nhận. Đúng rồi, mình không có bao giờ quên được. Ngày đó là anh còn nhớ anh bán có được bao nhiêu tiền không? Được có 700 ngàn à. Sau đó anh tiếp tục công việc thế nào ạ? Sau đó mình thấy rất là thích, có người công nhận rồi mình làm ra những sản phẩm tiếp theo. Nhưng mà không bán được. Cái tác phẩm đầu tiên thì may mắn bán được, nhưng mà sau đó thì lại không thuận lợi lắm trong việc tiêu thụ đúng không? Cũng rất là khó, tại vì mọi người thấy và cái mặt hàng này nó rất là lạ, vốn mình không có nhiều nữa. Mà ngay lúc đó hình như anh mới lập gia đình nữa hả? Đúng rồi ạ.
vừa có con luôn. nó dồn nhiều thứ lại đúng không? Dạ. Cái lúc đó có khi nào anh nghĩ thôi bỏ đi để quay lại công việc lúc cũ? Đó là cảm giác rất là bất lực rồi. Mình cũng nghĩ là không biết mình có chọn sai con đường hay không. Nhưng mà lỡ rồi đâm lao thì phải theo lao thôi. Nhưng mà Vinh hỏi nè, lúc đó bà xã thì sao nhỉ? Bà xã cũng không ủng hộ luôn. Cái việc đó nó làm cho anh cảm thấy là ôi sao mình cô độc quá không? Thật sự rất là cô đơn luôn á. Mình có nhiều cái tâm sự mình muốn chia sẻ nhưng mà mình chia sẻ chắc chắn mọi người không hiểu. Lúc đó mọi người sẽ nói biết kết quả vậy còn làm chi? Thì thôi nên không tâm sự với ai cả, chỉ có lầm lũi và làm thôi. Có khi mấy cái dụng cụ đó là người bạn của mình nữa. Thật sự là như vậy, mở xưởng lên thì cũng có một mình cứ lui thui thủi trong phòng á. Anh thui thủi như vậy hết bao nhiêu lâu? Còn hay hơn là nửa năm. Có vẻ anh là một người rất là kiên định với những suy nghĩ của mình nhỉ? Đúng rồi, em rất là kiên định với những gì mà em quyết. Dù do mọi người có nói gì thì không quan tâm. Bây giờ được mọi người ủng hộ, công nhận nhưng mà những cái khó khăn thì em cũng không chia sẻ với ai nhiều cả. Vinh hiểu được cái tính cách của anh sẽ chịu trách nhiệm với những cái gì mà anh đã chọn đúng không? Đúng rồi. Thì hiện nay thị trường tiêu thụ có tốt hơn chưa? Hiện nay khá tốt hơn rồi. Và được cái là có những khách hàng cũ quay lại. Vinh nghĩ cái phân khúc của anh thì nó không có nhiều. Nhưng nếu mà người nào đam mê với nó thì người ta sẽ rất thích. Dạ đúng rồi. Tại vì nó cá tính và nó phải phụ thuộc vào cái cá tính của cái người chơi. Người ta thích những cái gì nó mạnh mẽ và nó có cái gì gai góc đó đúng không anh? Cái đó là ban đầu em định hướng. Nhưng dần dần những sản phẩm của em bây giờ nó mềm hơn rồi. Đã có những khách hàng nữ và đối tượng nữ chiếm tầm 20% trong phân khúc khách hàng của em. Em bắt đầu làm ra những cái mô hình động vật như là chó mèo dễ thương hơn là những cái cỗ máy đồng hồ lúc trước. Vậy chúc mừng anh, cái thị phần đó nó cũng bắt đầu mở rộng hơn đúng không? Vinh được biết rằng có những cái tác phẩm của anh nó có những cái mấy triệu nhưng mà có những cái cả tới 100 triệu. Dạ đúng rồi ạ. Những sản phẩm 100 triệu nó sẽ phụ thuộc vào cái kích thước chi tiết mình bố trí nó phức tạp. Và lúc mình làm mình phải thổi hết cái hồn mình vào đó. Và nó là độc bản duy nhất đúng không? Đúng rồi. Cái này anh có học ở đâu không hay là anh cứ suy nghĩ rồi mày mò? Thì thật sự không ai chỉ em cả. Ngành em học là ngành công nghệ thông tin, không liên quan gì lĩnh vực bên cơ khí. Được cái là hồi xưa có năng khiếu về mỹ thuật, mình rất là chịu khám phá ra những cái ngành tiên phong. Đúng là cái tính mỹ thuật nó phải có ở trong từng tác phẩm. Khi mà cái tính mỹ thuật nó có thì mình sẽ hình dung ra cái vẻ đẹp. Dạ đúng rồi. Ở cái hồn nó vô đúng không? Trong nhiều tác phẩm thì ngày hôm nay anh tự hào nhất cái tác phẩm nào của mình ạ? Tác phẩm tự hào nhất bây giờ vẫn là cái tác phẩm đầu tiên của em. Cái đó là một cái đồng hồ. Đồng hồ đơn giản thôi. Đối với em bây giờ có thể em làm trong tầm 2-3 tiếng là xong rồi. Nhưng mà không bao giờ mà em quên khoảnh khắc đó được. Và em vẫn rất tự hào với cái sản phẩm đầu tiên nho nhỏ đó. Còn bây giờ tác phẩm có giá trị về mặt kinh tế đến giờ phút này là tác phẩm nào? Em đang làm mô hình đồng hồ cho một anh khách hàng, kích thước khá lớn và về giá trị thì nó lên trên dưới 400-500 triệu. Câu chuyện ở Việt Nam anh là một trong những người tiên phong mà đi đầu, nhưng mà xu hướng này của thế giới chắc cũng có nhiều rồi anh Tuấn Anh hả? Theo em tìm hiểu thì cái xu hướng này mấy bạn thế giới làm những sản phẩm rất là đẹp, em vẫn trao đổi và rất là thích những sản phẩm đó để mình học hỏi theo, ráng tạo nên một cái cộng đồng mọi người đề cao cơ khí này, học hỏi lẫn nhau để phát triển lớn hơn. Trong quá trình làm một cái tác phẩm như vậy thì với anh Tuấn Anh cái gì là khó nhất? Ví dụ như con ngựa này đi, khó nhất là lúc mình lên được cái khung của con ngựa rồi, tìm được những linh kiện và gá vào trong đó để cho nó hợp và nó có hồn nhất. Yeah. Nó rất là khó nên đối với mỗi người sẽ có cách sắp đặt khác nhau. Anh hãy nói một chút về cái con tắc kè trước mặt anh đi ạ. Tắc kè này một bạn khách hàng chuyên bán thú kiển thì có gửi cho em một số ý tưởng là làm con này con kia, thì em thấy sao mình không làm tắc kè đi. Anh thấy thay tắc kè nó hay đậu trước cái cây nhà anh lắm, nhìn nó cũng hay. Bắt đầu em với khách hàng lên ý tưởng và làm. Từ lúc mà làm xong thì cái hiệu ứng rất là tốt. Mình rất là ấn tượng với con tắc kè đó. Nhìn rất là có hồn. Đúng, thật ra thì nó chỉ có một màu thôi nhưng mà nhìn rất là chất á. Cho Vinh hỏi một chút là tất cả những cái chất liệu này do máy móc của cơ khí á, dạ, người ta đã bỏ đi rồi đúng không anh? Nếu mà tính theo phần trăm linh kiện đó thì đa số là 70-80% là linh kiện cũ. Nhưng mà như vậy là phải có một cái nguồn cung cấp cho anh. Bãi rã xe này, ô tô nè, rã tàu nè, những cái chỗ nào mà cung cấp về kim loại nhìn lạ mắt đẹp là em sẽ tới em sưu tầm về hết. Phải nói là Vinh rất là nể sự sáng tạo và cái kiên trì của anh. Thật ra nếu mà không biết tưởng tượng hay là có cái đầu mỹ thuật thì có khi ráp vô nó không ra được. Dạ đúng rồi. Nó vẫn ra hình dáng nhưng mà nó không thể nào tạo được cái hồn mà của cái người xem. Đến hôm nay thì anh đã làm được 3 năm rồi hả? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì em đã tìm được những người anh em hỗ trợ và đam mê cùng làm với em bây giờ. Những người anh em đó thì có những người đang học đại học. Mấy bạn nói là hay là em về em phụ anh luôn, em nghỉ học nha. Thì em cũng không có khuyến khích điều đó. Em vẫn luôn khuyến khích mọi người ráng học xong đại học về làm cho anh. Lúc đó anh vẫn chờ chứ đừng có nghỉ học, rất là uổng. Người ta sẽ nói là anh nghỉ học rồi giờ anh cũng thành công rồi anh lại khuyên em. Dạ cái
cái đó chỉ là một số ít thôi. Nếu mà bạn đã nghỉ học thì bạn phải xác định cái con đường của mình, phải kiên định đi theo luôn. Vâng. Không thể nào nghỉ học rồi làm chỗ này chút chút, làm chỗ kia chút chút thì sẽ không bao giờ thành công được. Đúng là khi mà mình làm mấy cái gì đi tiên phong mới thì nó vẫn rất cái khó, nhưng mà khi nó thành con đường rồi á thì nhiều người sẽ muốn đi trên con đường đó. Và anh đã tạo ra một con đường chưa phải là bằng phẳng lắm, nhưng mà bắt đầu có những dấu chân đặt lên, đúng không anh? Dạ đúng rồi ạ. Rất là mừng khi mà anh nói là hiện nay anh đã bán rồi, đời sống cũng khá khá. Anh dự đoán gì tương lai của cái công việc mà anh đang theo đuổi này? Dự đoán công việc tương lai của em nó sẽ rất là phát triển. Hiện tại rất là nhiều người công nhận và có những sản phẩm em đã bán được tới nước ngoài. Anh đang làm là có đồng hồ này, những con vật này. Có khi nào anh tạo ra một con người chưa? Em đã có dự định rồi. Làm con người sẽ là cái khó nhất. Thì em phải rất là kỹ. Thánh giống chẳng hạn. Những gì mà bản địa nhất này. Em thấy cái đó rất là hay. Nhưng mà Vinh nghĩ là những cái nhân vật như thánh giống sẽ dễ hơn để cho mình cách điệu. Em thấy thánh giống là rất là hợp với cái hình nó rất là đẹp. Nó có tính vươn lên mà nó mang dáng dấp Việt Nam nữa. Dạ. Bây giờ nếu mà có một người để chia sẻ với anh thì anh sẽ mời ai tới? Dạ, em sẽ mời một khách hàng đồng hành với em. Khoảnh khắc cuộc đời vui mừng được chào đón anh Lê Nguyễn Chí Thành. Chào Chí Thành. Dạ chào anh. Anh Chí Thành biết anh Tuấn Anh lâu chưa? Dạ em biết anh Tuấn Anh chắc vài tháng gần đây rồi. À cũng qua những cái sản phẩm này đúng không? Dạ đúng rồi. Hình như anh cũng là một khách hàng của anh Tuấn Anh hả? Dạ đúng rồi, em đặt mua một đồng hồ chạy bằng cơ. Lần thứ hai là đặt một cái con tắc kè này. Mình đang nhầm nhè con nó lắm á. Do đâu anh biết đến những cái sản phẩm của anh Tuấn Anh để tìm đến ạ? Em biết lần đầu là ở trên mạng xã hội, tình cờ thấy được một cái bài quảng cáo. Em mới bắt đầu em thấy tò mò thì mới bắt đầu vô trong shop online để coi. Xong rồi là ngày hôm sau là em mới bắt đầu em chạy tới xưởng. Em thấy cái đồng hồ đó nó đặt ở ngay đó, nó quá đẹp. Thế là em mua ngay những cái mô hình này nè. Đến tận nơi, tận mắt mình nhìn thấy á, mình mới thấy là mình cảm giác nó muốn mua. Anh có để vào những chỗ trưng rồi đánh ánh sáng rồi làm cho nó huyền ảo hơn không? Hiện tại chỗ em chưa có cái khu trưng bày như vậy. Nó là cái chỗ cái xưởng mình làm xong thì có một cái góc rồi gọn gàng để anh em cùng tới xem. Sắp tới em sẽ có một cái showroom riêng. Có một ngày những cái tác phẩm này phải đặt những cái chỗ trang trọng để tôn nó lên. Dạ. Rõ ràng là những cái công nghệ mới nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Anh có ứng dụng những cái công nghệ để sáng tạo những cái tác phẩm này không? Em rất chịu đầu tư về cái máy móc để mình làm những cái sản phẩm này càng ngày nó càng đẹp. Vẫn là thủ công của mình nhưng để cái công việc của mình nó đỡ vất vả hơn và chính xác hơn. Cuối cùng đến tay khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất. Sau khi mà tiếp xúc, Chí Thành có nhận xét gì về anh Tuấn Anh? Em coi anh Tuấn Anh giống như là một cái người nghệ nhân vậy á. Tại vì là vừa đam mê về cơ khí mà vừa có óc sáng tạo nữa. Nghệ nhân là những người chuyên tâm vào một lĩnh vực mà đến độ họ tinh túy, họ tạo ra những cái tác phẩm độc bản, người ta công nhận. Và anh cũng đã bắt đầu tạo ra những cái tác phẩm mà những cái đường nét tinh xảo, cái sức lực và cái sự sáng tạo ở mỗi tác phẩm lại khác nhau. Tất cả là từ đôi tay, con mắt với cái trí óc tưởng tượng của mình. Anh Chí Thành này, nếu mà theo anh phán đoán nào, cái sản phẩm như vậy này, nó sẽ có cái thị trường mà nhiều người yêu thích nữa không? Dạ, em nghĩ là nhiều người yêu thích chứ anh. Tại vì sản phẩm này mới đang thịnh hành ở trong nước thôi, chứ chưa có hướng tới nước ngoài. Mà những thợ cơ khí ở nước ngoài thì em nghĩ là cũng chưa ai làm những cái món đồ này hết. Nhưng mà hiện nay cái công việc của anh thì cái khó nhất đang là gì ạ? Khó nhất đối với em là tìm kiếm được những anh em cùng đam mê để có thể hỗ trợ công việc của em. Em muốn tạo nên cộng đồng lớn để mọi người công nhận để coi cơ khí này là một cái ngành nghề, tạo ra công ăn việc làm cho những bạn trẻ rất là đam mê về lĩnh vực này. Khi mà em đã tạo ra một cái thành quả vậy như là một cái trường lớp rồi thì ba mẹ mấy em đó sẽ ủng hộ hơn. Bây giờ Vinh hỏi anh Chí Thành này, với tư cách là một khách hàng á, khi mà anh nhận những sản phẩm anh có hài lòng 100% không? Khi mà em tới em coi tận mắt cái tác phẩm á, em đã muốn mua rồi, mà đã muốn mua là không có gì để chê hết. Tại vì em thích những cái đồ mà độc lạ, không có ở đâu khác. Đúng rồi. Sắp tới thì bạn còn có mong muốn sở hữu những cái tác phẩm nào nữa không? Dạ có nhiều lắm với anh. Trong đầu anh đang nghĩ một cái tác phẩm gì nếu mà được đặt hàng anh Tuấn Anh? Anh Tuấn Anh chia sẻ với em đang có dự định sẽ làm 12 con giáp. Em đang là tuổi con chó, em sẽ đặt một cái đầu con chó giống như vậy. Dạ. Khá thú vị đấy nhỉ. Và cái điều đó là nằm trong tầm tay đúng không anh Tuấn Anh? Dạ đúng rồi. Vinh là tuổi con rồng, Vinh đã thích con rồng. Anh có làm con rồng nào chưa? Có khách hàng đặt rồi ạ. Con rồng cũng đẹp lắm nha. Dạ đúng rồi. Cái hình dáng của nó bay lên đẹp lắm ạ. Anh Chí Thành có cái lời chúc gì cho anh Tuấn Anh không? Chúc anh Tuấn Anh luôn luôn thành công và đưa ra những cái tác phẩm đẹp hơn, tinh xảo hơn. Dạ, rất cảm ơn những khách hàng đã biết đến với em, rất là ủng hộ em. Em có cái mong muốn là càng ngày càng trau dồi tay nghề của mình, đáp ứng được những cái mong muốn của khách hàng, sở hữu được những mô hình và những sản phẩm độc lạ nhất. Đến ngày hôm nay thì anh đã có bao nhiêu tác phẩm rồi? Thống kê được không? Tầm trên 2000 tác phẩm lớn nhỏ. Trên 2000 tác phẩm hả? Dạ.
đó là một khối lượng rất là lớn. Vinh có cảm nhận được đây là một người rất là đam mê, theo đuổi tích cùng cái mà mình yêu thích, mặc dù có rất nhiều khó khăn. Và những tác phẩm chúng ta nhìn ở đây, hay là cả 2000 tác phẩm, thì đó nói lên rất nhiều điều ạ, là sự hăng say lao động của anh. Tôi rất là cảm ơn anh tới chia sẻ tình yêu ở trong công việc của mỗi con người. Mỗi người sẽ có một cách chọn, mình dồn tâm huyết tình yêu cho nó thì thành quả cũng sẽ đến. Cảm ơn anh đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Chúc anh sức khỏe và tiếp tục sáng tạo ra nhiều tác phẩm, và đặc biệt là được nhiều người tìm đến để đặt hàng anh nữa. Cảm ơn cả hai anh đã có mặt trong Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Rất cảm ơn anh Tuấn Anh ngày hôm nay đã mang đến đây một câu chuyện của cuộc đời mình, một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Sử dụng những vật phẩm tưởng dường như bỏ đi, nhưng mà chúng ta có thể tạo nên những sản phẩm mang lại giá trị. Và bây giờ xin mời anh nhận một món quà biểu trưng đến từ nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Kính thưa quý vị, Khoảnh Khắc Cuộc Đời đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào tối mai lúc 22h45 trên HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.